Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Hãng xe Việt VinFast bắt đầu cho người mua chọn option giá hàng trăm triệu đồng. Những người đặt mua trước xe VinFast Lux và Fadil nay đã có thể tùy biến xe của mình. Các món đồ đều được niêm yết thành từng nhóm. VinFast đã mở một đường dẫn riêng trên trang web của mình để cho khách hàng tùy biến chiếc xe. Chỉ có người đặt xe mới có mã đăng nhập để lựa chọn trang bị bổ sung, sau đó xác nhận để chiếc xe tiến hành lắp ráp theo nguyện vọng của khách hàng. Hiện nay, các mẫu Lux SA 2.0, A 2.0 và Fadil đều có thể thêm các trang bị. Trước đây, đã từng có những bảng báo giá, option được gửi tới khách hàng, nhưng lần này mới được VinFast phê duyệt chính thức. Cách đặt option là truy cập vào trang web, đăng nhập theo thông tin đặt xe, chọn món đồ rồi bấm xác nhận. Option của xe được bán theo gói chứ không bán tách lẻ. Đây là chi tiết khiến nhiều người mua xe tranh luận, bởi có người chỉ thích một trang bị nhưng bắt buộc phải mua cả gói mới có, không được tách lẻ. Chi phí cho cả gói có thể lên tới hàng trăm triệu đồng, mặc dù một trang bị trong đó chỉ có giá vài triệu đồng. Lấy ví dụ gói nội thất thượng hạng cho xe VinFast Lux A 2.0, gói này bao gồm 6 món đồ là ghế lái và ghế hành khách chỉnh điện 12 hướng, nội thất da Nappa có thể chọn một trong 3 màu, đèn trang trí xe, sạc không dây, rèm che nắng kính sau, chỉnh điện và bàn đạp ga phanh cùng bệ đỡ chân ốp bằng thép không gỉ. Giá cho cả gói cao nhất là 111,1 triệu đồng, trong khi đó giá của món nhỏ nhất như sạc không dây chỉ có 2,2 triệu đồng. Nếu muốn lấy sạc không dây, người mua xe phải chọn cả gói lớn. Combo thì tiện nhưng không thể gom hết được, tại sao buộc phải chọn ghế 12 hướng thì mới được chọn màu nội thất hoặc đèn trang trí, 40 triệu là ít chứ đâu, một người thắc mắc nói vậy. Có người lại nói em thích ghế màu nâu và đèn trang trí mà họ lại bắt chọn thêm cả ghế nên chưa duyệt. Người khác đang muốn thay đổi nội thất xe Lux A 2.0 bày tỏ sự phân vân. Em sẽ chọn 132 triệu nguyên bộ option, nhiều cái mình không muốn nhưng vẫn bắt buộc phải chọn, người đặt xe chia sẻ. Theo thông tin từ phía bán hàng, xe VinFast bản tiêu chuẩn hoặc thêm trang bị nhưng chọn toàn bộ full sẽ được giao sớm hơn. Những chiếc xe được tùy biến nhỏ lẻ mất thêm nhiều thời gian sản xuất nên có lẽ sẽ muộn, có thể sẽ tới cuối năm. Trong khi đó, phía VinFast khẳng định cách làm này giúp cho khách hàng có được trải nghiệm trọn vẹn nhất sản phẩm, mang tới sự đồng bộ cả về thẩm mỹ và tiện nghi. Theo dự kiến, những chiếc xe Lux A 2.0 và SA 2.0 sẽ được giao trong quý 3 của năm nay. Fadil cũng dục dịch có xe khi bản sản phẩm mẫu đã thấy xuất hiện tại nhà máy. Giá xe VinFast chuẩn bị lên tới thời điểm điều chỉnh về mốc 30 ban đầu vào ngày 1 tháng 9. Khi đó, giá Lux SA 2.0 sẽ là 2 tỷ đồng, giá A 2.0 sẽ là hơn 1,5 tỷ đồng, còn Fadil sẽ có giá 465 triệu đồng, đã bao gồm cả thuế VAT. Trước thời điểm 1 tháng 9, giá xe VinFast còn có một lần điều chỉnh nữa vào ngày 1 tháng 5 tới đây. Giá hiện tại cho 3 mẫu xe trên lần lượt là 1 tỷ 414, 990 và 395 triệu đồng, đã gồm cả thuế VAT. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.